Một mình một đao, hắn chấp hết. Đánh cho mấy thằng mặc vest kia không kịp trở tay. Gã như thần chết đó tên là Min Suk. Còn việc hắn đến được Hàn Quốc này là nhờ một con tàu trôi giặt. Vào một buổi sáng nọ, một con tàu buôn không người lái trôi theo gió xuất hiện trên vùng biển Hàn Quốc. Lúc này những tàu cá khác đã về cảng hết rồi. Con tàu bỗng dưng xuất hiện này khiến ngư dân không khỏi hoang mang. Thậm chí sau khi liên lạc cũng không thấy ai trả lời. Mọi người cho rằng trước tiên nên đưa tàu về xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi tàu cập bến, không ai tìm thấy người trên tàu. Theo kinh nghiệm trước đây, tàu này được cho là tàu nhập cư trái phép. Nhưng chẳng mấy chốc, người tinh mắt đã phát hiện ra vết máu từ phòng lái đến khoang hàng dưới bong. Ngay sau đó một ngư dân mở nắp ra, lập tức một mùi hôi thối bốc lên. Bên trong có một xác chết đầy máu và một người đàn ông không rõ danh tính. Có người suy đoán chính người đàn ông này đã ăn thịt người bên cạnh mới có thể sống sót đến bây giờ. Người đàn ông tên là Min Suk, để tồn tại chỉ có thể dùng cách này. Sau khi đến Hàn Quốc, Min Suk gia nhập một băng đảng ở Giang Lăng, sau đó lại trải qua 10 năm phấn đấu. Với tính cách tàn nhẫn và quyết đoán, hắn đã tạo dựng được tiếng tăm ở vùng này. Sau đó Min Suk tự thành lập băng nhóm riêng điều hành một công ty đòi nợ. Đối với một tên trùm như Min Suk, những thứ này chẳng thể thỏa mãn. Tiếp đó, Hàn Quốc sắp tổ chức Thế vận hội mùa đông. Như vậy dự án khu nghỉ dưỡng Olympic trở thành miếng mồi béo bở. Các băng đảng đều muốn nuốt chọn nó. Hiện tại ông chủ ô của băng Jeonbo sở hữu nhiều cổ phần nhất trong khu nghỉ dưỡng. Để vận hành nơi này, ông chủ ô cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Ngoài việc vung tiền xây dựng và trang trí, ông chủ ô cũng dành nhiều thời gian. Người nắm giữ cổ phần dưới trướng ông chính là băng đảng cũ của Min Suk. Băng chơi ông Song Do Hoa Bảo dẫn dắt, Min Suk muốn giành lấy dự án này phải đến gặp lại ông anh cả của mình. Trước đó hắn tìm một thanh niên nợ nần dưới món nợ lãi cao 7 triệu, cậu buộc phải bán mạng cho làm việc cho Min Suk. Sau đó Min Suk cùng cậu đến chỗ ở của Hoa Bảo. Hắn cũng không nói lời thừa, trực tiếp nói với ông anh cả Hoa Bảo rằng mình muốn mua cổ phần của khu nghỉ dưỡng Giang Lăng. Hoa Bảo cũng là người từng trải, ông nhanh chóng nhận ra sự đe dọa trong lời nói của đối phương. Điều này khiến Hoa Bảo rất khó chịu, bèn dựa vào thân phận đàn anh của mình tấn công Min Suk bằng lời nói. Theo Hoa Bảo, nếu không có ông ra tay giúp đỡ, đối phương bây giờ chưa biết sẽ ra sao. Min Suk có thể đoán được thái độ của Hoa Bảo, vì vậy để tranh giành dự án khu nghỉ dưỡng, hắn trực tiếp rút vũ khí giấu trên người. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, mấy nhát dao là Hoa Bảo mất mạng. Sau khi xác nhận người này đã chết, Min Suk tiếp tục giết thư ký bên cạnh. Cuối cùng, bảo thanh niên nợ tiền mình ở đây chờ cảnh sát đến. Đúng vậy, chỉ cần hắn nhận tội thay Min Suk, món nợ giữa hai người sẽ được xóa bỏ. Đối với Min Suk, chiến lợi phẩm lần này rất lớn. Những cổ phần của Hoa Bảo ở khu nghỉ dưỡng đều bị Min Suk nuốt chửng. Sau khi giải quyết ông anh cả của mình, ông chủ ô là mục tiêu tiếp theo Min Suk cần giải quyết. Người này bây giờ không còn oai phong như xưa, nhưng thế lực vẫn không thể xem thường. Chỉ là lớn tuổi rồi, muốn sống những ngày tháng yên ổn thôi. Ông còn định trồng rau ở nhà tu dưỡng tinh thần. Chẳng mấy chốc, gã tên Jiu Suk đến thăm ông chủ ô, là đệ tử đắc ý của ông. Sau khi gặp ông chủ ô, Jiu Suk hỏi tại sao ông lại trồng nhiều rau như vậy. Ông chủ ô nói bản thân mình cũng không ăn hết được từng đó rau, số còn lại có thể đem cho người khác. Ông chủ ô có triết lý sống của riêng mình, đó là con người phải biết lượng sức mình, không thể tham lam. Chỉ khi biết mình có thể lấy được bao nhiêu mới biết trân trọng những thứ còn lại. Jiu Suk hiểu nhưng không hoàn toàn hiểu, chỉ có thể phụ họa ông chủ trước rồi tính sau. Sau đó, vào ngày vui của cậu em Jong-gu thuộc hạ Jiu Suk, anh đã nghĩ ra một trò mới, bảo người ta mang máy xúc ra biển rồi trói Jong-gu lên nó, để anh ta tỏ tình với vợ trong những con sóng. Lúc này, có người báo tin cho Jiu Suk, làm gián đoạn cuộc vui của anh. Nếu là chuyện bình thường, Jiu Suk sẽ không quan tâm. Nhưng lần này có người hút ma túy trên địa bàn của mình. Đối với ma túy, ông chủ ô đã nhiều lần ra lệnh cấm viên cảnh sát cho đến xử lý vụ việc. Là bạn lâu năm với Jiu Suk, nhưng anh vẫn cảnh cáo đối phương, sau này không được để chuyện này xảy ra nữa. Sau khi viên cảnh sát cho rời đi, Jiu Suk đi thẳng đến hiện trường vụ án, nhìn thấy những con nghiện đắm chìm trong ảo giác. Có kẻ còn muốn đấu với Jiu Suk, bị thuộc hạ hạ gục ngay lập tức. Địa bàn này do trưởng nhóm Đúc Gu trong băng phụ trách. Chuyện này khiến Đúc Gu và Jiu Suk nảy sinh mâu thuẫn. Đúc Gu cho rằng đối phương đã động vào địa bàn của mình. Jiu Suk thì chỉ trích Đúc Gu phá vỡ quy tắc. Đúc Gu nói rằng hắn ta không hề biết gì về chuyện này. Nhưng Jiu Suk không dễ dàng để hắn yên ổn. Thấy càng nói càng kích động, một trưởng nhóm khác là ông Choi vội vàng hạ hỏa cho họ. Nhưng dù vậy, hai bên vẫn không chịu nhường nhịn. Nếu không xử lý tốt sẽ xảy ra chuyện. Ngay lúc này, ông chủ ô lái xe đến đây. Ba người vội vàng cung kính nghe lệnh. Ông chủ vào chỗ, ô trước tiên phê bình Đúc Gu. Ma túy là thứ mình không cho phép, sao cậu ta có thể cố tình làm trái? Lại phê bình Jiu Suk quá tự ý, chuyện này không nên để cậu ta tự ý xử lý. Vì vậy, dưới sự xử lý công bằng của ông chủ ô, mọi người cũng hết giận. Chuyện này đến đây là dừng. Trong ba phân đường của ông chủ ô, Jiu Suk xếp thứ hai. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, rốt cuộc ông chủ ô coi trọng ai. Đến lúc này, băng đảng không thể phát triển như trước đây nữa, mà phải nhanh chóng rửa tay gác kiếm. Dự án khu nghỉ dưỡng là công cụ để ông chủ ô rửa tiền cho mình. Hiện tại, ông chủ ô đang dần rút lui về hậu trường.
về dự án khu nghỉ dưỡng sẽ do Jiu Suk toàn quyền xử lý. Jiu Suk lại cho rằng xét theo địa bàn của các trưởng nhóm, chuyện này nên do Đúc Gu xử lý. Nhưng ông chủ Ô đã quyết định rồi, Jiu Suk cũng chỉ đành nghe theo. Đồng thời, các thành viên băng chế ông Po cho rằng cái chết của ông trùm Hoa Bảo có liên quan đến Min Suk. Chẳng ai ngu cả, làm gì có chuyện chủ nợ của hung thủ lại không liên quan đến vụ này. Huống chi Min Suk còn mua lại cổ phần của ông trùm. Nếu không phải hiện tại không có bằng chứng, Min Suk đã bị xử lý nội bộ rồi, nhưng hắn không quan tâm đến những chuyện này. Hiện tại, cổ phần khu nghỉ dưỡng của Hoa Bảo đã nằm trong tay mình. Hắn chỉ có một mục tiêu chính là tìm cách chiếm toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Như vậy, giao thiệp với băng Jeon Po mới là chuyện quan trọng nhất. Sau đó, Min Suk lấy cớ bàn chuyện làm ăn và Jiu Suk ngồi xuống bên bờ biển để đàm phán. Cùng là người trong giang hồ, Jiu Suk cũng từng nghe phong phanh về phong cách của người này. Điều này khiến anh càng thêm ghét đối phương, đặc biệt là khi biết chính Min Suk là người bán ma túy cho Đúc Gu. Min Suk nói hiện giờ với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của khu nghỉ dưỡng, cùng nhau hợp tác là lẽ đương nhiên. Ai ngờ Jiu Suk chẳng nể mặt mũi gì cả, còn nói tuyệt đối không hợp tác với kẻ buôn bán ma túy. Theo Jiu Suk, cổ đông lớn thứ hai này chẳng có tác dụng gì, vì cổ phần của mình quá lớn, trừ khi anh có thể mua hết tất cả cổ phần ở đây. Cuộc đàm phán cứ thế đổ vỡ. Min Suk cũng không phải người lịch sự. Hắn dập thuốc vào canh rồi rời khỏi bờ biển. Nguy hiểm sắp ập đến, nhưng Jiu Suk chưa từng ra đấu với đối phương, chẳng có chút ý thức nguy cơ nào. Theo Jiu Suk, loại người này tuy phiền phức, nhưng tốt nhất không nên chọc vào tránh thêm rắc rối cho mình. Ngoài Min Suk, còn có người muốn hợp tác với Jiu Suk. Người này chính là ông trùm mới của băng chế ông Song, Park. Theo Park, chính Min Suk đã giết chết ông trùm cũ của mình. Hắn muốn hợp tác với Jiu Suk, hai nhà cùng nhau giải quyết Min Suk, nhưng Jiu Suk cũng không hứng thú. Vì anh cho rằng đối phương cũng là kẻ bất tài, còn không bảo vệ được ông trùm của mình. Park cũng là người biết điều, biết thái độ của đối phương nên không nói gì thêm. Không lâu sau, ngày cưới chính thức của Jong Gu đã đến. Ngay cả viên cảnh sát cho cũng đến chúc mừng. Ai ngờ, trưởng nhóm Đúc Gu lại đến phá đám. Hắn giả vờ không thấy Jiu Suk đưa tay ra hiệu, liền bắt đầu phá hoại hiện trường đám cưới, còn nhân cơ hội công kích Jong Gu bằng lời nói. Lý do Đúc Gu không nể mặt như vậy là vì hắn không vui khi Jiu Suk cướp mất dự án khu nghỉ dưỡng đáng lẽ thuộc về mình. Jiu Suk đã nhắc đến ông chủ Ô, nhưng Đúc Gu vẫn chẳng quan tâm. Khi cả hai bên đang bế tắc, cô dâu của Jong Gu chạy ra mắng té tát đám người này. Jiu Suk không muốn chuyện trở nên ầm ĩ nên không nói gì. Đúc Gu cũng biết mình sai. Sau khi ném tiền mừng liền rời khỏi hiện trường, nhưng Đúc Gu sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hắn đến tìm ông Choi than thở, nhưng ông Choi cũng khôn ngoan, tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác. Ngay cả khi Đúc Gu nhắc đến chuyện khu nghỉ dưỡng, ông Choi cũng không quan tâm, nói thẳng, nếu ông chủ đã quyết định rồi thì ông ta cũng không có ý kiến gì. Đúc Gu thấy mình bị bẽ mặt liền quay đầu bỏ đi, nhưng ông Choi vẫn nhắc nhở hắn, lúc bão sắp đến tốt nhất không nên ra khơi. Nhưng Đúc Gu đã mất hết lý trí, đâu còn tâm trí nào để phân tích ý của đối phương. Đồng thời, Jong Gia cũng tìm đến Min Suk, vì cô cũng nợ hắn một khoản vay nặng lãi. Để trả nợ, chỉ có thể lên giường với Min Suk. Điều bất ngờ là trong thời gian dài tiếp xúc, Jong Gia đã nảy sinh tình cảm với Min Suk. Chỉ là Jong Gia không ngờ tới, Min Suk lại bắt cô trả hết nợ một lần. Còn cách thức thì để hắn tự lo liệu. Sau đó, Min Suk dẫn Jong Gia đến thăm ông chủ Ô. Nhưng ông chủ Ô đang bận hái ớt. Hơn nữa đối phương cũng không chào hỏi mình. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Để lấy lòng ông chủ Ô, Min Suk tự mình bước tới giúp nhặt ớt. Ông chủ Ô cũng là người từng trải sự đời. Ông không phải không biết gì về sự tàn bạo của Min Suk. Nếu không cần phải giao thiệp với đối phương, ông chủ Ô sẽ tìm cách tránh mặt anh. Nhưng Min Suk lại hỏi ông có từng giết người chưa. Nhưng ông chủ Ô nói cho dù mình từng giết người, thì giữa giết một người và giết 100 người cũng là khác nhau. Nhưng ngay lúc này, Min Suk rút ra một con dao. Nhân lúc ông chủ Ô không đề phòng, Min Suk đâm thẳng vào ông một nhát. Ông chủ Ô muốn phản đòn, nhưng dù sao ông cũng đã có tuổi, về khoản đánh nhau thì đã không còn là đối thủ của Min Suk. Ông chủ Ô tuy bị thương nặng nhưng vẫn mắng chửi thủ đoạn hèn hạ của Min Suk, cho đến khi bị Min Suk cắt cổ kết liễu mạng sống. Sau khi thấy bộ mặt thật của Min Suk, Jong Gia sợ đến bật khóc, nhưng Min Suk không quan tâm. Trong kế hoạch của hắn, Jong Gia phải chịu tội thay. Không lâu sau, Jiu Suk biết tin ông chủ Ô đã chết. Anh chạy thẳng đến đồn cảnh sát, thấy Jong Gia đang bị thẩm vấn. Anh ấn Jong Gia vào tường gặng hỏi cô bị ai xúi giục. Nhưng Jong Gia một mực khai là do mình làm. Điều này khiến Jiu Suk vô cùng tức giận. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, cảnh sát vội vàng kéo Jiu Suk ra. Jiu Suk không thể ngờ được, ông chủ Ô cả đời oai phong lừng lẫy, lại chết một cách nhục nhã như vậy, còn chết dưới tay một người đàn bà vô danh tiểu tốt. Nhưng dù sao ông chủ cũng đã chết, ba trưởng nhóm cùng nhau chôn cất ông. Ông chủ của mình cứ thế ra đi. Ba người cho rằng nhất định phải tìm ra hung thủ. May mà có sự giúp đỡ của viên cảnh sát cho, lai lịch của Jong Gia bị điều tra rõ ràng. Người này đang nợ một khoản tiền khổng lồ, còn chủ nợ chính là Min Suk. Jiu Suk cho rằng cái chết của ông chủ có liên quan đến người này. Viên cảnh sát cho hy vọng họ bình tĩnh, nhưng Đúc Gu lại nổi cơn thịnh nộ, cho rằng họ không thể khoanh tay đứng nhìn.
để tóm Min Suk. Họ quyết định hợp tác chặt chẽ với cảnh sát. Họ bắt được 3 tên thân tín của Min Suk. Sau một hồi tra tấn dã man rồi lại thêm thắt tình người, mấy người này lập tức phản bội, khai ra thời gian và địa điểm giao dịch ma túy của Min Suk. Sau đó tin tức này được chuyển cho viên cảnh sát Cho. Nhờ cảnh sát ra tay xử lý Min Suk, chẳng mấy chốc, người của cảnh sát bám theo suốt dọc đường giám sát Min Suk suốt. Chỉ cần bắt được người và tăng vật họ có thể tóm hắn. Ngoài ra, người của Jiu Suk cũng đang chờ lệnh. Nhưng thuộc hạ của Min Suk cũng không phải dạng vừa. Họ cũng phát hiện ra cảnh sát đang theo dõi. Liền báo cáo ngay cho ông trùm. Nhưng Min Suk vẫn điềm nhiên như không. Chẳng lo lắng gì còn bảo thuộc hạ tiếp tục hành động. Thuộc hạ của viên cảnh sát Cho nhanh chóng đến điểm giao dịch. Tuy người giao dịch đã cắt đuôi họ, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát chặn lại bắt giữ. Viên cảnh sát Cho tỏ vẻ ung dung, tưởng rằng mình sắp giành chiến thắng. Ai ngờ, đối phương chỉ đang giao dịch trà và hạt cà phê, hoàn toàn không có ma túy và tiền. Cảnh sát còn bị thuộc hạ của Min Suk chế nhạo, mà lý do mọi chuyện lại thành ra như vậy là vì Min Suk đã sử dụng kế kim thiền thoát xác. Địa điểm giao dịch thật không phải ở đây, mà là ở trạm xăng trên đường đi. Khi thuộc hạ của Min Suk đang đổ xăng, đã hoàn thành giao dịch ma túy với nhân viên trạm xăng, hoàn thành giao dịch ma túy. Cứ như vậy, Min Suk không chỉ hoàn thành giao dịch, mà còn lừa được viên cảnh sát Cho. Bên kia, Đúc Gu biết được hành động của cảnh sát đã thất bại. Lúc này hắn cho rằng không thể dựa vào cảnh sát, chỉ có sức mạnh của băng đảng mới có thể trả thù cho ông chủ. Hắn triệu tập đàn em. Khi Đúc Gu chuẩn bị xuất phát, ông Choi vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Đúc Gu hỏi hắn có ý gì. Đột nhiên đèn trong nhà bị tắt, một nhóm côn đồ hung hãn xông vào và đánh nhau với đàn em của Đúc Gu. Lúc này ông Choi vẫn ngồi im không nhúc nhích kia lại rút dao găm ra. Đúc Gu mới hiểu ra thực sự có gián điệp trong băng đảng, mà còn là ông Choi lớn tuổi nhất. Đối phương cũng chẳng nói nhảm với Đúc Gu, trực tiếp đâm hắn mấy nhát. Đàn em của Đúc Gu vẫn đang liều mạng chống trả, nhưng chúng không biết rằng mình không có cơ hội sống sót. Đồng thời, tất cả các sòng bạc của băng Jeong Po đều bị nhóm người này lần lượt chiếm lấy. Người của băng Jeong Po không hề chuẩn bị, nhiều người ngơ ngác mất mạng. Jong Gu mới cưới vợ chưa được bao lâu, cố gắng hết sức chống lại bọn chúng, chỉ là anh không giỏi đánh nhau, bị thuộc hạ thân tín của Min Suk là quan bắt được và chặt gân chân. Về phần Đúc Gu bị đâm vài nhát dao nhưng hắn vẫn chưa chết hẳn. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng gọi điện cho Jiu Suk. Jiu Suk ở đầu dây bên kia không biết chuyện gì đang xảy ra. Không đợi hỏi thêm, Đúc Gu ở đầu dây bên kia đã tắt thở. Lúc này Jiu Suk vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng giây tiếp theo, phó tướng của Min Suk đã tìm đến cửa. Người này rất giỏi đánh nhau. Sau khi xuống xe, hắn đâm thẳng vào Jiu Suk một nhát. Nhưng dù đến bước đường này, cơ thể Jiu Suk vẫn rất chịu đòn. Sau khi bị đâm vẫn có thể phản công. Trong lúc hỗn chiến, tên phó tướng đó lại đâm Jiu Suk thêm một nhát nữa. Lần này nhờ thuộc hạ Song Pyong giúp đỡ, Jiu Suk mới giữ được mạng sống. Cuối cùng hai người may mắn sống sót. Để bảo toàn tính mạng, Jiu Suk chỉ còn cách che giấu thân phận rồi tính sau. Cuộc chiến này bắt đầu bằng kế hoạch trả thù cho ông chủ của Jiu Suk và những người khác, kết thúc bằng thất bại hoàn toàn của băng Jeong Po. Min Suk là người chiến thắng lớn nhất đêm nay. Hắn trực tiếp trở thành người nắm quyền thực sự của khu nghỉ dưỡng. Viên cảnh sát Cho cũng biết người này tội ác tày trời, nhưng anh không có bất kỳ bằng chứng nào. Trong cuộc gặp gỡ sau đó, cảnh sát Cho khen ngợi thuộc hạ của Min Suk quá trung thành. Min Suk không đồng tình cũng không phủ nhận, nhưng hắn hy vọng đối phương biết được tung tích của Jiu Suk, nhất định phải nói cho hắn biết, vì cổ đông lớn nhất của khu nghỉ dưỡng hiện tại vẫn là Jiu Suk. Không lâu sau, Jiu Suk xuất hiện ở một bến tàu. Lúc này anh rất kín tiếng, không còn phong độ như xưa. Việc đầu tiên Jiu Suk làm sau khi quay lại là đến viếng mộ ông chủ Oh. Anh thề trước mộ ông trùm, nhất định sẽ giết Min Suk để báo thù cho người đã khuất. Đồng thời, cảnh sát Cho để tìm bằng chứng phạm tội của Min Suk đã đặc biệt đến nhà tù gặp Jong Ja. Jong Ja cũng biết mục đích của anh ta, liền cố gắng né tránh những chuyện trước đây. Nhưng viên cảnh sát Cho nói chỉ cần cô thay đổi lời khai, những chuyện khác anh sẽ tự xử lý. Ai ngờ Jong Ja lại cho rằng, cho dù lần này cô có giúp cảnh sát lấy lại được tự do, thế lực của đối phương cũng sẽ không tha cho cô để cô sống ẩn giật. Nếu đó là kết cục, thà cô ngồi tù đến hết đời, không nói gì cả, còn có thể đổi lấy sự sống. Viên cảnh sát Cho vẫn muốn tiếp tục thuyết phục cô, Min Suk nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng Jong Ja không cho là vậy. Bên kia, Min Suk đắc ý đang nhìn xuống Giang Lăng, nhưng có một việc nằm ngoài dự đoán của hắn. Jiu Suk ngày trước bỏ trốn, giờ lại chủ động đến tìm hắn đàm phán. Hai người vẫn như lần trước đến bờ biển uống rượu trò chuyện. Jiu Suk nói họ có thể hợp tác quản lý Giang Lăng, mỗi người tự chịu trách nhiệm phần của mình, sau đó công khai đối chiếu sổ sách. Min Suk coi lời đối phương như trò đùa, nhưng Jiu Suk có vẻ không đùa. Nhưng những điều này không quan trọng đối với Min Suk hiện tại. Hợp tác với Jiu Suk không có một chút lợi ích nào. Vì vậy, Min Suk từ chối ý định hợp tác của đối phương. Điều này khiến Jiu Suk lập tức hiểu ra, mình không có điều kiện để đàm phán với đối phương. Sau cuộc gặp này, cảnh sát Cho tìm người bạn Jiu Suk của mình. Anh yêu cầu đối phương đừng làm gì bốc đồng, làm ra những chuyện không lý trí. Cảnh sát Cho thực sự coi Jiu Suk là bạn, chỉ là anh là cảnh sát, thân phận này đã hạn chế quá nhiều. Nhưng dù vậy, cảnh sát Cho vẫn hy vọng chuyện này có thể do mình xử lý.
nhưng Jiu-suk không tin lời anh ta chút nào. Nhưng đối với anh, Jiu-suk và băng Jeong-po lúc này đã không còn nhiều thế lực. Nếu muốn quyết đấu với Min-suk, thì phải lôi kéo người của các băng đảng khác. Chẳng mấy chốc, Jiu-suk tìm đến ông trùm Park của băng Cheong Song. Anh ngờ Park lại cho rằng Jiu-suk lúc này không còn bao nhiêu thực lực liền chế nhạo Jiu-suk. Jiu-suk không phản bác đề nghị hai người hợp sức. Như vậy họ có thể cùng nhau báo thủ cho ông trùm của mình. Nhưng Park vẫn khinh thường đối phương. Gây chiến với Min-suk không phải là một ý kiến hay. Hú chi hắn có đánh đến chết đi sống lại, cũng chỉ trở thành cổ đông lớn thứ hai thua lỗ quá. Nghe vậy, Jiu-suk biết mình nên làm gì. Anh nói chỉ cần có thể trả thù, cổ phần lớn nhất của khu nghỉ dưỡng này có thể không cần. Đến khi Min-suk chết, thì Park sẽ là cổ đông lớn nhất của khu nghỉ dưỡng này. Nghe đến đây, Park cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng đồng ý liên minh với Jiu-suk. Sau đó, Park và Jiu-suk phái thuộc hạ đến khu vực lân cận khu nghỉ dưỡng treo biển hiệu công ty. Min-suk nhanh chóng biết được chuyện này, thấy con vịt quay sắp bay mất, hắn đương nhiên sẽ không để yên. Đồng thời Jiu-suk đến thăm kẻ phản bội băng đảng, ông Choi. Đối phương không trực tiếp nói lý do mình phản bội, mà lại nói về khu nghỉ dưỡng. Vì xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở đây là nỗ lực và ước mơ nhiều năm của ông ta. Mặc dù ngày thường ông Choi không tranh giành gì, nhưng ngấm ngầm đã nhắm vào khu nghỉ dưỡng. Khi ông chủ Ô giao cổ phần cho Jiu-suk, đã định sẵn ông ta sẽ đầu quân cho Min-suk và phản bội băng đảng. Jiu-suk hy vọng mình có thể nghe được lời xin lỗi của đối phương, nhưng ông Choi vẫn khăng khăng giữ ý mình, không định ăn năn về những chuyện đã qua. Nếu vậy, Jiu-suk cũng không nói gì về tình anh em nữa, rời khỏi đây luôn. Ông Choi cũng không ngờ tới vệ sĩ thân cận của mình lại sớm trở thành người của Jiu-suk từ lúc nào. Giây tiếp theo, vệ sĩ tiễn ông Choi đi bán muối. Tối hôm đó, phó tướng của Min-suk dẫn theo thuộc hạ đến công ty mới treo biển. Họ nhanh chóng phát hiện ra nơi này trống không, liền biết mình đã bị lừa. Lúc này thuộc hạ Song Pi-ung của Jiu-suk đến đây, phó tướng lúc này mới chú ý sang bị đổ lên láng khắp phòng. Tiếp theo, Song Pi-ung chỉ cần một mẩu thuốc lá là có thể biến nơi này ngay lập tức thành biển lửa. Người của Jiu-suk đóng cửa công ty lại. Ai ngờ tên phó tướng đó vẫn rất giỏi cưỡng ép thoát ra ngoài. Lần trước hắn và Jiu-suk suýt nữa bị tên này hại chết. Lần này hắn muốn đích thân cho đối phương một bài học. Sau một hồi đánh nhau, Song Pi-ung nổi giận đùng đùng, dùng hết sức lực đánh cho đối phương không thể gượng dậy nổi, chỉ có thể thốt lên một câu trước khi chết: mình cũng có nhiều kẻ thù thật. Trong mắt tên phó tướng sắp chết, việc mình đi đến bước đường này chỉ là trong dòng chảy của thời đại, chỉ là trôi theo dòng nước thôi. Song Pi-ung cũng để lại một tiếng thở dài. Không lâu sau, Park biết được chuyện này. Hắn nói với người của mình chỉ cần Min-suk xong đời, họ sẽ giết Jiu-suk. Không ai biết lúc này Park đã hợp tác với quan thân tín của Min-suk. Hai người lên kế hoạch giết Min-suk và Jiu-suk, sẽ chiếm được khu nghỉ dưỡng làm của riêng. Ngay khi họ đang bàn bạc cách giết Jiu-suk, thì đối phương cũng đang nghĩ cách giải quyết họ. Chẳng mấy chốc, Jong-gu, thuộc hạ của Jiu-suk, đã dẫn người theo dõi hai người họ. Chẳng tốn chút sức nào, Park đã bị nhóm người này sát hại. Quan cũng bị thương rất nặng, Jong-gu quyết định đích thân giết hắn để trả thù việc bị chặt gân. Quan lúc đó hung hăng thế nào, bây giờ lại thảm hại thế đó. Trong tiếng van xin của quan, Jong-gu đã kết liễu hắn. Bên kia, Song Pi-ung và những người khác cũng biết rõ đức hạnh của Park, liền ra tay trước để chiếm ưu thế, dễ dàng giải quyết thuộc hạ của Park. Và tất cả những điều này là do Jiu-suk đã dự đoán trước hành động của đối phương. Để giành chiến thắng cuối cùng phải ra tay trước khi đối thủ trở mặt trước. Tiếp theo là tấn công Min-suk. Nhưng cảnh sát cho nhanh hơn một bước xuất trình lệnh bắt giữ hắn. Cho dù vậy, Min-suk vẫn tỏ ra thờ ơ. Hắn hỏi viên cảnh sát cho bắt mình lại, có thể ngăn Jiu-suk trả thù không? Cuộc chiến giữa hai người nhất định sẽ kết thúc. Không lâu sau, Jiu-suk và thuộc hạ đã chặn đường đám người cảnh sát cho. Thấy vậy, cảnh sát cho chỉ đành xuống xe nói chuyện với người bạn của mình. Jiu-suk lúc này đã không còn tin vào pháp luật nữa. Huống chi, anh biết viên cảnh sát cho hiện không có lệnh bắt. Nhưng đến nước này, cảnh sát cho không muốn Jiu-suk giết người. Anh nói với Jiu-suk nếu nhất định phải bắt Min-suk đi thì hãy bước qua xác mình. Jiu-suk thấy viên cảnh sát cho đã quyết tâm, sau khi suy nghĩ, vẫn chọn cách lùi bước, để thuộc hạ của mình cho xe của cảnh sát cho đi qua. Nhưng vấn đề là Min-suk đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, biết được viên cảnh sát cho mình xem lệnh bắt giữ giả. Nhưng cảnh sát cho không bận tâm đến vấn đề này. Anh nói với Min-suk rời khỏi Giang Lăng đến Seoul, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại. Nhưng viên cảnh sát cho đã đánh giá thấp Min-suk. Giây tiếp theo, nhanh chóng đâm hai cảnh sát bên cạnh, còn đâm tài xế phía trước vài nhát, và cuối cùng khiến xe mất lái, lật xe sau khi đâm vào chướng ngại vật. Min-suk là người đầu tiên bỏ ra khỏi xe. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy Jiu-suk và những người khác đang đợi. Ngay cả khi đến bước này, Min-suk vẫn bình tĩnh, không một chút dao động cảm xúc. Cảnh sát cho là người thứ hai ra khỏi xe, bảo Min-suk đừng lại gần. Nhưng đối phương lại cho rằng dù hôm nay mình có trốn thoát, Jiu-suk cũng sẽ không tha cho mình. Điều đó có nghĩa là hôm nay chỉ có một người chết mới có thể kết thúc tất cả. Vì vậy, Min-suk lao về phía người của Jiu-suk. Tay hắn cầm một con dao chiến với thuộc hạ của Jiu-suk, là một tay lão luyện trong chiến đấu. Min-suk có thể chống lại nhiều người như vậy mà không hề nao núng. Mặc dù bản thân cũng bị thương nặng, cuối cùng vẫn đánh bại người của Jiu-suk.
Lúc này, Min-suk bê bết máu đã kiệt sức. Để mặc Ji-suk dễ dàng khống chế hắn. Ji-suk nói với hắn đừng hối hận về kết cục ngày hôm nay. Nhưng Min-suk lại nói hôm nay của mình chính là ngày mai của Ji-suk. Cuối cùng, Ji-suk đã kết liễu Min-suk, hoàn thành sự thay đổi về nhân cách của mình và cũng kết thúc cuộc chiến giữa các băng đảng. Sau đó, cảnh sát cho bước chậm chậm về phía Ji-suk. Đối mặt với người bạn lâu năm, Ji-suk hỏi anh có muốn bắt mình vào tù không? Nhưng cảnh sát cho không nói gì để mặc Ji-suk rời khỏi hiện trường. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Ji-suk có được toàn bộ cổ phần của khu nghỉ dưỡng. Nhưng để đi đến bước đường này, Ji-suk đã mất quá nhiều. Nhìn vùng biển Giang Lăng, mọi thứ đã không thể quay trở lại như trước. Bộ phim đến đây là kết thúc. Phim Giang Lăng là một bộ phim xã hội đen Hàn Quốc điển hình. Ngay cả tính cách của các nhân vật cũng phần nào thấy được bóng dáng của những bộ phim trước đây. Nói tóm lại là trong thế giới xã hội đen khốc liệt này, những kẻ cổ hủ, truyền thống giữ vững đạo đức và lý tưởng trong tim mình sẽ là những người đầu tiên bị loại bỏ. Nhưng trước khi chết, họ đã thông qua lời nói và việc làm của mình nuôi dưỡng những hạt giống của thời đại mới. Phương thức hoạt động băng đảng truyền thống cuối cùng sẽ bị đào thải, thay thế những băng đảng thế hệ cũ là những kẻ trẻ tuổi mới nổi. Chúng đủ tàn nhẫn, đủ mạnh, chẳng có chút đạo đức và giới hạn nào, chỉ dựa vào sự liều lĩnh và lòng dũng cảm phá tan trật tự của băng đảng thế hệ cũ trước khi thế hệ mới của đối phương kịp trưởng thành. Loại người này là bất khả chiến bại. Chúng có thể thay thế những kẻ già bằng cách của mình, nhưng bạo lực không thể mang lại sự ổn định. Một thế giới hỗn loạn từ đó mà ra đời. Và những người mới được thế hệ cũ giáo dục rất khó tìm được chỗ đứng trong hệ thống mới. Vậy thì cũng chỉ có thể dùng cách của mình để lật đổ hệ thống của những kẻ trẻ tuổi mới nổi đó. Những người mới này mang trong mình sự ngưỡng mộ với thế hệ cũ, dần dần có được thủ đoạn và sức mạnh của họ. Nhưng những người này khác với thế hệ cũ, bởi vì đối tượng họ cần học hỏi ngoài thế hệ cũ còn có những kẻ trẻ tuổi mới nổi đó. Chỉ có như vậy mới có thể giành chiến thắng, thiết lập một trật tự băng đảng mới, rồi cứ thế lặp lại cho đến khi kẻ thách thức mới xuất hiện đón nhận số phận của chính mình.